Xin chào mọi người nhé. Xin chào bạn ZX3. Xin chào mọi người vào xem live của em. Chào các bác nhé. Hôm nay em lại quay cho mọi người cây mộc hương giống nhá mọi người nhá. Mộc hương giống, mộc hương ta hoa vàng ạ. Bởi vì có nhiều bác hỏi các bác hỏi là nhà em có cây giống mộc hương không để các bác mua về các bác làm giống đấy ạ. Bây giờ thị trường hoa cây cảnh là đang hot cái vòng này. Là hot cái cây mộc hương này. Đây là cây hoa mộc hương giống nhá. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhé. Đây là mộc hương giống ạ. Chào 20 bác đang xem live. Chào 224, chào 1000, chào 007. Bác nào mà chưa follow em thì mọi người follow em đi ạ. Mà bác nào mà đã follow em rồi thì thả tim cho em đi ạ. Mọi người thả tim thả like cho em để tăng được tương tác lên, em mới được 20, mới được một người thích thôi. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nha các bác nhá. Mộc hương ta hoa vàng, đây là cây nó giữa ổn định rồi, nó đang ra các cái mầm này. Mầm mới này. Nó đang ra mầm mới này. Đấy, chỗ này là mầm nhá. Đây là mầm ạ. Và có một số bác hỏi là cây mộc hương giống thì trồng khi nào nó ra hoa. Thì đây em quay cho mọi người đây, cây mộc hương này. Lan đột biến không bác? Em không có lan. Riêng nhà em thì em lại không làm lan nhá mọi người nhá. Em lại không làm lan, em không có kiến thức về lan luôn, chưa đầu tư một tí gì về lan luôn. Đây ạ. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Mộc hương ta hoa vàng đây ạ, hoa đây ạ. Hoa nó là hoa vàng, màu vàng nhạt nhá, chứ nó không phải hoa vàng ửng nhá. Màu vàng nhạt. Mộc hương ta hoa vàng đây ạ, hàng cây giống. Mộc hương giống nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. 0969162. Lấy từ 100 cây giá 15k nhá các bác nhá. Lấy từ 100 cây giá từ giá lấy từ 100 cây giá 15k. Giá 15k. Chuẩn xịn mộc hương ta hoa vàng nhá. Hai cây bao nhiêu k em ơi? Hai cây em không bán bác ơi. Cái hàng này là hàng nhỏ, mà hàng nhỏ nên là không bán. Chỗ em ở Văn Giang thì giá cao hơn, bọn em phải nhập ở nơi khác về. Mộc này bọn em phải thuê người làm nhá. Bọn em không tự sản xuất được mộc giống này. Đất Văn Giang thì không sản xuất được mộc giống nên giá mộc ở Văn Giang sẽ cao hơn. Giá cao hơn các nơi khác. Mộc giống này ở thời tiết ở Văn Giang không thể dâm được mộc giống nhá. Mộc giống này là bọn em gửi nhá, tức là bọn em cắt cái cành, hàng là hàng dâm ngọn nhá. Hàng cắt ngọn, bấm ngọn xong là mang đi dâm. Thì là bọn em phải cắt cái cành này, bọn em mang ra Sơn Tây nhá. Bọn em mang ra Sơn Tây thuê các bác ở nhà vườn ở Sơn Tây các bác dâm hộ. Sau khi dâm thành công rồi thì là các bác chuyển về cho bọn em ạ. Thế là công của em chuyển đi này, xong lại chuyển về mấy lượt liền. Nên giá ở Văn Giang nó sẽ không Văn Giang ạ, em ở Văn Giang. Văn Giang Hưng Yên ạ, hàng cắm cành ạ. Hàng cắm cành nhá. Không phải là thời tiết ở đâu cũng có thể làm cái hàng ở đâu, riêng hàng mộc giống này ở Văn Giang không thể tự sản xuất được. Hàng mộc giống cắm cành này thì ở Văn Giang không tự sản xuất được nhá. Bọn em phải đi thuê người làm. Bọn em thuê người làm tức là bọn em cắt cái ngọn này này. Cắt cái ngọn mộc hương này bọn em thuê các bác ở Sơn Tây. Cái này bọn em thuê các bác ở nhà vườn ở Sơn Tây các bác ấy dâm cho. Sau khi các bác ấy dâm sống rồi thì bọn em trả công như các bác ấy, xong là bọn em cho xe bọn em trở về nhà. Trở về nhà xong lại xếp vào. Lại xếp ngay ngắn như thế này vào để dâm lại một lần nữa. Để dâm lại cho nó ra rễ một lần nữa. Tóm lại là ra rễ rồi ạ, ra rễ khỏe rồi ạ. Ra rễ khỏe đẹp thì mới xuất bán mà. Lấy 1.000 cây bao nhiêu? Lấy 1.000 cây thì giá 12k. Lấy 1.000 cây thì giá 12k, còn lấy từ 100 cây là 15k. Lấy từ 1.000 cây là 12k. Trồng một năm là bán được thôi, trồng một năm là bán được. Mình bán được tùy tùy mình mong muốn của mình là mình muốn bán bao nhiêu tiền. Đây là rễ đây, là mọi người nhìn này, rễ đấy nhá. Rễ nó ra đây ạ. Đây là rễ ở cây mộc hương đấy các bác nhá. Rễ đây ạ. Rễ thò qua cả bầu rồi đấy, rễ nhá. Rễ này, rễ thò qua cả bầu rồi. Mọi người yên tâm là hàng em bán cho mọi người là hàng cây khỏe đẹp, rễ ra khỏe đẹp rồi. Rễ ra khỏe đẹp rồi chứ không phải là hàng mà chưa có rễ thì chưa có rễ. Đây là rễ mọi người nhìn này. Rễ đấy nhá. Đây là rễ nó thò ra đấy ạ. Rễ đấy ạ. Vậy thì các bác mua luôn của ông Sơn Tây đi. Nhưng mà có phải bác nào cũng tiếp cận được với cả các ông Sơn Tây để mua đâu. Đấy này em nói thật là hàng này là bọn em phải thuê các bác ở Sơn Tây các bác hãy cắm cho. Chứ bọn em không ở đất Văn Giang này, thời tiết ở Văn Giang này không thể tự dâm cành mộc để mà bán được. Tất cả cái hàng mộc nhỏ này, hàng mộc nhỏ này là em phải thuê ở bên Sơn Tây người ta làm cho. Đấy là chia sẻ chân thành là như thế. Các bác lại bảo là ở đất sao mộc ở Văn Giang lại cao hơn mộc ở chỗ khác.
Thời tiết ở Văn Giang thì không dâm được mộc, mà Văn Giang cũng chưa có kỹ thuật để dâm mộc. Đây này, hàng nhà bọn em rất là đảm bảo đấy ạ. Quan trọng là mọi người mua ở đâu được, mọi người mua được ở đâu uy tín nhá. Uy tín và cây giống đảm bảo chất lượng nhá. Đây mọi người xem này, cây của nhà em này, rễ nó ra đây này. Cây rễ ra khỏe nhá, rễ ra khỏe mạnh như này. Cây bầu nọ nó còn xiên mọc xiên cả vào bầu kia này. Rễ ra khỏe mạnh nhá mọi người nhá. Quan trọng là có đảm bảo chất lượng cây giống hay không, hay là cái cây nhân lên là chỉ có cành mới ngọn, nó không có rễ. Đúng rồi, Văn Giang khí hậu nó không dâm được mộc ạ. Mới cả thợ của Văn Giang không có kỹ thuật để làm. Thợ của Văn Giang không có kỹ thuật để làm ạ. Hàng mộc này hoàn toàn 100% là bọn em phải gửi lên Sơn Tây. Phải gửi lên Sơn Tây. Mọi người nhìn đây này, cái đất là đất đỏ nhá. Đất đỏ này, đất này đất Văn Giang không có. Đất dâm mộc này, đất này đất đỏ. À, nhưng mà Sơn Tây người ta lại chỉ có thế mạnh về dâm cây nhỏ thôi. Cây to này lại Văn Giang ấy, lại không địch được lại Văn Giang với Văn Giang nhá. Giá sao em bán 15k một cây cho đơn từ 100 cây ạ. 15k một cây cho đơn từ 100 cây và cây đảm bảo là dễ khỏe ạ. Mọi người nhìn này, dễ khỏe mạnh nhá. Dễ ra hết rồi này. Cây em bán là giá 15k một cây cho đơn từ 100 cây. Các bạn lấy đầu nghìn thì 12k. Lấy đầu nghìn thì 12k. Mọi người nhìn thế này, dễ ra có tứa lưa luôn, dễ nó cực kỳ khỏe luôn nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Bán lẻ hàng này em không bán lẻ, bác ơi, bán cái này lãi được bao nhiêu tiền mà bán lẻ. Bán cái này lãi được bao nhiêu tiền mà bán lẻ đâu, không bán lẻ mà không bán 1 2 cây, không bán 10 cây. 10 cây mà 15k một cây, 10 cây 150 không được bao nhiêu tiền cả. Tiền công gửi xe em, tiền gửi xe em, các thứ nên đơn quá tội luôn. Cái hàng này các bác thông cảm cho em nhé. Các bác thông cảm hàng này của em chỉ nhận đơn xỉ thôi. Tức là các bác em có thể ưu tiên là tối thiểu các bác 50 cây cũng được. 50 cây thì em có thể nhận đơn. Chứ 10 cây thì thôi các bác ơi, em không nhận được đơn ạ. Cái này là cây mộc hương ta. Mộc hương ta hoa vàng nhé các bác nhé. Mộc hương ta đây ạ. Đấy, hoa đây ạ. Hàng này em dâm khỏe đẹp rồi. Hàng này dễ giết khỏe, khỏe đẹp tứ lưa luôn, cây nào cũng dễ khỏe đây, dễ tòi ra này. Đó, nhìn thì dễ tòi ra nhá. Quan trọng là các bác mua có hàng chuẩn, thứ nhất là mộc hương là phải mua được hàng chuẩn giống. Mua được hàng chuẩn giống, mua được chỗ uy tín. Bác nào mua hàng em đâu thì biết nhà em bán hàng cực kỳ uy tín rồi. Quan trọng là thứ nhất là hàng phải chuẩn giống và nhà em phải cam kết là chuẩn giống. Rồi bác nào mà theo dõi, bác nào mà theo dõi trang bán hàng của nhà em ở trên Facebook. Em bán hàng là 5 năm nay rồi, 5 năm 5 6 năm nay trên Facebook rồi. Trên trang góc nhà cắt đá đấy, bác nào theo dõi trên trang thì biết là nhà em bán hàng cực kỳ uy tín rồi. Và thứ hai là cây giống nó đảm bảo rễ nó khỏe nhá, về nó tỷ lệ nó hao hụt nó không có. Cây giống về nó khỏe, nó ra rễ khỏe, tỷ lệ hao hụt nó không có. Kể cả giá của bọn em cao hơn của một số nơi khác đấy, nhưng mà cây giống của em đảm bảo khỏe. Và em không sốc cây giống tùm lum nhá. Sau khi cây giống mang về từ Sơn Tây người ta dâm thành công rồi nhá, về bọn em còn phải dâm ủ như này một thời gian, dâm ủ như này đúng một tháng liền, bắt đầu bọn em mới xuất bán, chứ bọn em không xuất bán luôn. Về bọn em phải dâm ủ này, bọn em mới xuất bán, bọn em dâm ủ cho ra dễ dàng rồi em mới xuất bán ạ. Chốt 100 cây ok anh Atata. Anh lấy 100 cây thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Em lấy 1000 cây ok Hoàng Tuyên, bạn Hoàng Tuyên ơi, bạn lấy 1000 cây bạn qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969 162 214 giúp mình nhá. 0969 162 214 ạ. Zalo của em thì full bạn rồi thì em không kết bạn được, mọi người cứ nhắn tin, mọi người mua mọi người cứ nhắn tin để lát em trả lời ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em nhá. Đây là mộc hương ta hoa vàng ạ. Mộc hương ta hoa vàng em bán 15k một cây nha các bác nhá. Em có mấy vạn cơ, 5 vạn thoải mái cho các bác chốt đơn luôn. Có 5 vạn thoải mái cho các bác chốt đơn nhá. Cây nhà em cực kỳ đảm bảo luôn. Hàng dâm ủ kỹ rồi. Em nhắc một cây này, hàng dâm ủ kỹ dễ ra tứa lưa rồi chứ không phải là hàng yếu cây đâu. Đây là cây nó đang dâm mầm ngọn rồi ạ. Cao cây nó tầm 10 đến 15 phân thôi ạ. Cao cây 10 đến 15 phân. Bác nào có niềm đam mê với hoa cây cảnh, trà mi giống không chỉ có trà mi nhá bạn nhá, có trà mi ạ. Mình có trà mi giống nhá. Bác nào có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Các bác có niềm đam mê với hoa cây cảnh các bác qua Zalo cho em nhé. Qua Zalo số điện thoại cây mộc hương ta hoa vàng giống ạ. Mộc hương ta hoa vàng giống nhá anh. Bạn ở đâu vậy? Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Em ở Văn Giang Hưng Yên nhé các bác nhé. Em
bán từ 50 cây các bác ơi. Lấy 5 cây em không bán đâu ạ. 5 cây cái này nó em không bán đâu vì nó lợi nhuận nó được bao tiền đâu. À, giá 15k một cây ạ. Giá 15k các bác xem like, các bác thả tim cho em đi ạ. À, có 67 người đang xem. Có 67 người đang xem mà bây giờ mới có 279 lượt thích. Mọi người thả tim thả like cho em đi. Bác là em cảm ơn bác Thị Ngô 64 đã follow em. Bác nào chưa follow em thì các bác follow em đi ạ. Các bác nào chưa follow nhà em chuyên hoa cây cảnh các loại nhá. Bác nào chưa follow, chưa thả tim là các bác follow thả tim cho em đi. Em bán 15k một cây, nhận đơn ship từ 50 cây nhá. Bác nào chưa follow em thì các bác follow em đi ạ, bởi vì em chuyên về hoa cây cảnh. Em có ship Thanh Hóa nha anh nhá, em có ship Thanh Hóa, em ship toàn quốc ạ. Bác nào mà muốn có nhu cầu làm nông nghiệp, bác nào quan tâm đến nông nghiệp thì các bác follow em ạ. Em chuyên hoa cây cảnh các loại và nhận tư vấn cho các bác xem trồng cây gì và nuôi con gì. Các bác nào chưa follow em thì đây cây mộc hương đây anh ơi. Cây mộc hương đây anh ơi, cây mộc hương em đang quay là cây mộc hương đây ạ. Mộc hương ta hoa vàng ạ, mộc hương ta hoa vàng ạ, hoa màu vàng nhạt nhá. Mộc hương ta hoa vàng hàng này em đang xỉ là 15k một cây, cho đơn từ 100 cây. Cho đơn từ 50 cây là em nhận ship nhá, từ 50 cây, cho đơn từ 50 cây. Nhận ship từ 50 cây giá 15k nhá. Mộc hương ta hoa vàng ạ, mộc hương ta hoa vàng. Rồi ạ. Đấy, cây nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Có bán tùng giống không? Em có tùng giống nhá. Em có tùng giống. Tùng giống nhưng mà nó là giống nó cũng khá là to đấy. Có cái hàng to to chơi choai ấy ạ. Em có cái tùng hàng chơi choai ạ. Cây gì trồng nhanh vào. Có chanh tứ quý không bạn? Chanh tứ quý giống ạ. Chanh tứ quý giống có nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 giúp em nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng này em bán là 15k một cây. Mộc hương to em có, mộc hương to em có nhiều mà. Bác nào vừa từ sáng em quay mộc à từ vừa từ hôm qua em quay mộc hương to đấy. Ai quan tâm mộc hương thì qua Zalo em đi. Qua Zalo số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Hoặc là qua trang góp nhặt cát đá nhá. Và các bạn có thể nhấn vào đường link ở cái phần địa chỉ liên hệ của đường link là để dẫn vào trang cửa hàng của em ở trên Facebook ấy. Là trang góp nhặt cát đá trên Facebook nhá. Đấy. Bác nào mua thì qua Zalo cho em, qua Zalo hoặc là nhấn vào đường link của trang ấy, theo dõi trang. Em bán đồng giá là 15k một cây. 15k một cây cho đơn từ 100 cây này. Bác nào chốt đơn thì inbox vào Zalo cho em ạ. Có chè hoa vàng bán không? Em không có chè hoa vàng anh ơi. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Mộc hương ta hoa vàng hàng cây giống ạ. Em xin phép em tắt like nhá. Em xin phép em tắt like, bây giờ em sang bên trang em like. Em like một bài bên trang bởi vì từ sáng giờ em chưa like gì bên trang rồi. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhá. Bác nào quan tâm thì alo cho em ạ. Nhà em có rất nhiều luôn. Hàng nhà em là hàng dâm ủ kỹ rồi, đã ra dễ dàng rồi. Mọi người đảm bao sống cho mọi người nhá. Bao sống, bao cây khỏe, cây đẹp ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo giúp em nhá. Em xin phép em tắt like đây. Trang góp nhặt cắt đá nhá. Trang tên cũng là góp nhặt cắt đá, phần địa chỉ liên hệ ấy ạ. Phần địa chỉ liên hệ là góp nhặt cắt đá nhá. Hoặc là anh qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Hoặc qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Em xin phép em tắt like nhá. Tạm biệt mọi người.